Em xin chào cả nhà. Hôm nay em làm một cái món mà lần đầu tiên em nấu luôn nha. Hồi giờ em thấy mấy anh chị em nấu nhiều rồi, nhưng mà em chưa bao giờ nấu và gọi là chưa bao giờ ăn luôn. Trước khi làm món này là em cũng tìm hiểu sơ qua trên mạng rồi. Hôm qua em đi chợ, lần đầu em thấy ở chợ của em bán cái mắm cá linh. Em có mua một cái túi nhỏ nhỏ này nè, là 10.000 đó. Em có chuẩn bị sả, tỏi, hành và ớt và thịt ba chỉ, khổ qua, cà tím. Bây giờ là em đi cắt khổ qua và cà tím, em ngâm muối. Bây giờ là em cho muối hạt vào thau nước muối ha, ở thau nước ha. Em thấy mấy anh chị trên mạng cũng chia sẻ là cái cà tím mình bổ đôi, mình bổ ra thôi, mình không có gọt vỏ, cho nên hôm nay em cũng không có gọt vỏ nha. Vì cái lần đầu tiên em làm á, cho nên em cũng không biết là nó ngon hay dở, mình cứ nấu thử đi ha. Em thấy mấy anh chị nấu lẩu mắm cá linh á rất là ngon. Ở chỗ mình á, cái mắm nêm, mắm tôm đồ là dễ mua, mắm ruốc dễ mua, nhưng mà mắm cá linh á, đây là lần đầu mình thấy bán luôn nè, cho nên hôm nay mình mua rồi mình kho mắm. Mấy cái chỗ nó nám nám như thế này chắc là mình phải gọt đi thôi. Mình là mình kho thịt ba chỉ thôi, chứ mình thấy mấy anh chị có hình như là có kho cá ba sa nữa đó, nhưng mà mình nhà mình thì mình không có ăn được cái con cá ba sa, cho nên mình chỉ kho thịt ba chỉ thôi. Cái khổ qua mình cũng cắt, mình ngâm vô hết luôn. Cà với khổ qua mình đã ngâm ngâm muối, trong thời gian chờ ngâm cái cà với khổ qua là mình đi băm sả tỏi ớt ha. Chỗ mọi người ra sao rồi, chứ chỗ mình nó dịch giả quá, nhiều quá, cho nên tạm thời ngưng công việc cái làm á. Tết cả mọi người đi chơi đông quá, giờ dịch giả nó lại lây lan, nó phức tạp hơn. Sả, hành, tỏi, ớt mình đã băm xong hết rồi nè. Bây giờ là mình đem mắm mình đi lược ha. Bây giờ là em đi nấu mắm để em lược. Đây nè, nguyên cái con cá linh này nha cả nhà. Đó. Anh chị em nào mà theo dõi cái video của em á, tại vì lần đầu tiên em nấu á, cho nên cũng không biết là có đúng lắm hay không. Anh chị em nào mà rành cái món cá linh
Kho mắm á, thì góp ý em nha. Nè, mắm á, sôi lên á, cái con cá hồi nãy á, nấu bây giờ nó còn xương như thế này. Bây giờ em đi em lược nhé. Đây em lược mắm ra cái chén rồi đây này nha. Bây giờ là em cho thịt ba chỉ vào, em rang cho nó săn lại, cho nó ra ra tí mỡ nha cả nhà. Giá thì phức tạp, công việc thì cứ bị cấm vận hết thế này á cả nhà ơi, chán như con gián luôn. Thịt nó đang săn lại đó cả nhà, ra tí mỡ nữa ha. Trong thời gian chờ thịt nó ra mỡ là em đi vớt cái cà với cái khổ qua ra em rửa sạch nha. Rồi, em rửa sạch được một rổ này, nhìn ngon quá cả nhà ơi. Thịt vàng ươm hết rồi nè, bây giờ là mình vớt cái thịt này ra, mình vớt thịt ra là mình cho hành, tỏi, sả, ớt vào đây mình xào cho thơm nha, rất là thơm nha cả nhà, thơm ra luôn nè. Mình xào cho nó vàng lên rồi mình lại cho thịt vào ha. Sau khi sả, ớt, không tỏi mình nó vàng rồi là mình cho thịt vào mình xào tiếp, xào cho nó thịt nó thơm nữa ha. Đó, mình xào thơm rồi là mình cho cái mắm hồi nãy mình lược vào. Thơm lắm nha cả nhà, rất là thơm luôn. Em nghĩ chắc rất là ngon đây. Lần đầu tiên em làm nhưng mà em thấy thơm lắm, ngon lắm. Bây giờ là em cũng nêm nếm gia vị vào cho để nó thấm vào cái thịt ha. Em nếm thử là cá nó có vị mặn rồi cho nên em chỉ cho đường, bột ngọt với tiêu thôi. Hồi nãy em băm ít ớt lắm, em sợ cay con em ăn không được á, cho nên em mới bỏ thêm ít cái quả ớt vào cho nó thơm hiểu nhé. Bây giờ là đậy nắp lại cho nó chín thịt thêm một tí nữa rồi mình mới bỏ cà với khổ qua vào ha. Bây giờ thịt nó cũng chín mềm rồi nè, nó keo nước lại bớt rồi, em bỏ cà với khổ qua vào nhé. Em nghĩ ngon lắm đấy cả nhà ơi, rất là ngon luôn nha. Đây là mắm cá linh của em kho thịt ba chỉ, cà tím với khổ qua rất là ngon. Bây giờ nó đã chín rồi, bây giờ là em tắt bếp em nêm hành với tiêu nha. Đó, bây giờ em đã nêm thêm tí hành lá với tí tiêu vào nữa cho nó thơm nó ngon nha. Lần đầu tiên em kho nhưng mà thành công hơn mong đợi nha cả nhà. Đó, món mắm cá linh đúng là xem đặc sản của miền Tây, nhìn rất là ngon, rất là thơm. Em cũng kho cái vị ngọt ngọt chứ em cũng không kho mặn đâu, tại vì cái mắm nó mặn, mình kho ngọt ngọt ăn rất là ngon. Em cảm ơn cả nhà đã xem video ủng hộ em, mọi người xem nhớ cho em một like nha, và góp ý cho em cái món mắm cá linh tại vì lần đầu tiên em làm á. Em chúc cả nhà ngon miệng, ngày mới thật là an lành và hạnh phúc nha. Em bye bye cả nhà.